Người đàn ông ngực to như phụ nữ sau uống nhiều sữa đậu nành. Ông Sydney Renton được chẩn đoán mắc chứng bệnh không dung nạp lactose. Bác sĩ khuyên ông nên chuyển từ sữa tươi sang uống sữa đậu nành để đảm bảo sức khỏe. Đầu tiên, mọi thứ không có vấn đề gì. Cho đến vài tháng sau, tôi nhận ra ngực của mình to ra trông thấy, núm vú đau nhức và nhô ra ngoài. Thật điên rồ, chúng tôi chẳng khác gì một cô gái đang dậy thì. Ông cho biết. Ông còn thừa nhận ham muốn tình dục của mình gần như là biến mất. Dương vật teo nhỏ hơn bình thường, ngay cả khi có hứng. Ngoài ra thì ông còn dễ dàng bật khóc khi lỡ xem một bộ phim buồn. Dù các chế phẩm từ đậu nành không chứa estrogen hay bất cứ loại hormone nữ nào, nhưng có chứa phytoestrogen là chiết xuất tự nhiên có nguồn gốc thực vật, chứa trong các thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh, đậu và tỏi. Các nghiên cứu khoa học cho thấy phytoestrogen có tác dụng như estrogen, một nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản nữ giới. Tôi thường xuyên thức dậy vào giữa đêm và bắt đầu khóc mà chẳng có lý do gì. Người thân không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với tôi. Mỗi khi vợ tôi có ham muốn, tôi nói với cô ấy mình bị đau đầu hoặc không có tâm trạng. Thậm chí có lần cuối còn nghĩ rằng tôi đã biến thành gay. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Sydney Renton cho biết, các triệu chứng bất ổn tâm lý đã chấm dứt sau khi ông dừng uống sữa đậu nành hơn 2 tuần trước.